Xin thân ái chào các bạn. Mình đang đi bộ trong cái công viên của khu đô thị Chợ Gốc các bạn, tức là Phú Gia Riverside. Đây mình đi ra ngoài cái bờ sông này. Đây là trước đây là cái đìa chứ không phải cái sông, hình như cái đây khúc này đìa đó. Bên kia là cái cầu các bạn, cái cầu mà người ta làm của đường DT639 băng qua bên khu Diêm Vân, bên kia là băng qua bên phía bên kia là Chợ Gốc, rồi và tiếp một cái cầu nữa bạn đi qua Diêm Vân, tức là tới hai cái cầu bạn. Cái cầu đây là nằm trong cái khu Chợ Gốc. Cái dân cư trước mặt là của khu Chợ Gốc, rồi băng qua một đoạn nữa sẽ có cái cầu nữa đi qua Diêm Vân, là hai cầu. Cầu vẫn chưa sử dụng các bạn, người ta vẫn còn làm tiếp hai nhịp này. Đây mình thấy năm nhịp. Đây mình đi dọc dọc cái bờ sông của cái khu đô thị Chợ Gốc, tức là gọi là Phú Gia Riverside. Ở trong cái khu đây thì phía trước cái đường giáp với đường quốc lộ 19 mới các bạn, thì người ta làm một dãy shop house. Còn phía trong đây thì hình như các cái nhà ở cao cấp, giống như dạng cũng gần gần như là biệt thự. Nó không như cái bên phía Đại Phú Gia. Đại Phú Gia thì một cái khu biệt thự lớn, còn đây thì giống như là nhà ở cao cấp, khu đô thị, nhà cao tầng không à. Bây giờ mình xách xe mình chạy vòng vòng trong khu đây, thì người ta cũng đang còn xây dựng. Mấy cái nhà trong đây là không biết là người ta xây bán hay là người ta hay của riêng họ xây lên mà mình chưa, nhưng mà chắc phía trước kia là của chủ đầu tư mấy shop house á, chắc trong này là những cái lô đất chắc bán cho người ta tự xây. Bây giờ mình đi vòng vòng trong khu đây thử các bạn. Mấy bữa trước thì họ đang làm, bữa nay cũng tương đối đường xá cũng được rồi bạn. Đi lòng vòng xem cái trong cái khu đây. Họ vẫn đang còn tiến hành làm. Mình đi ra trước coi mấy shop house các bạn. Ở trong này thì nhà cửa người ta xây riêng lẻ. Trước phía trước đường quốc lộ 19 mới thì mấy shop house hình như là cũng gần hoàn chỉnh rồi. Đây mình đi ra lại đường quốc lộ 19 mà đây, phía đây là Chợ Gốc này, vô đây khu dân cư Chợ Gốc này. Giờ mình đi ra lại mà. Đây chắc nhà tư nhân người ta xây, đang còn xây dựng. Còn phía dãy đây bạn, đây nè, phía trước đây nè, cái đây là dãy shop house đây bạn, cũng chưa xong nhưng vẫn còn. Người ta xây hình như là mấy tòa nhà đây thấy giống một kiểu, giống nhau một kiểu à. Cả cái dãy đây là giống một kiểu. Mình thấy giống như cái kiểu của khách sạn Quy Nhơn các bạn. Khách sạn Quy Nhơn một cái phần mở rộng người ta xây sau này á, như xây cái kiểu giống như kiểu đây. Trên cái mái trên đỉnh các bạn.
mình thấy giống giống, không biết là có đúng không. À, đi ra phía đây là tới cái cầu rồi mà, tới cái đường này, dẫn đi vào cái cầu này. Do công trình này, họ cũng đang còn xây dựng á, thành ra mình thôi mình cũng không đi sâu, mình đi vòng vòng bên ngoài. Đây bạn, đó cái đoạn đây là cái đường cầu DT639 từ trên cầu đi xuống này. Vẫn đang còn ngổn ngang, chưa đâu vào đâu. Giờ mình đi qua bên Diêm Văn các bạn, mình đi theo cái đường đất này đi qua bên khu Diêm Văn thử có thử bữa nay có gì mới không các bạn. Bữa nay trời nắng thì cái đường xá nó cũng khô, nó không có ướt trên đường đây mà đường đất mà, nếu mà mưa là nó nhẹp lên là đi chắc không được rồi. Đi vô đây thì có cái chùa, hình như là hôm trước mình có quay là chùa, hình như là cái gì tên gì mình quên, mình quay 2-3 lần rồi mà mình cũng quên rồi. Đó, đi đâu khoảng giữa cầu có cái đường rẽ vô là cái chùa. Hình như là phải Nhân Định không? Chùa gì đó. Đây này các bạn, như đường đây nè, rẽ vô chùa. À không phải, khúc dưới kia, khúc qua khỏi, qua đoạn hết cái cầu rồi. Đây, cầu còn hai nhịp. Cái cầu này nó thấy nó xem lâu quá. Đây cái chùa trước mặt các bạn. Đây người ta đắp cái đất có làm con đường để dân cư họ đi ra đi vào. Đây nè, cái đường trước mặt để băng qua cái khu băng qua con đường để mà đi vào khu Chợ Gốc. Chứ mình không có băng cái đường này các bạn, mình dùm đi thẳng luôn nè. Cái chùa ở đây như họ xây lại thấy mới mới, chắc xây lại. Đường này bữa nay nó hơi gập ghềnh, đất nó cứng. Đi quay cho các bạn xem cho biết thôi. Đó, vô trong này có một cái cầu nữa, cái cầu đó là đi qua cái khu Diêm Văn. Đây chùa đây bạn. Cái đường ở chùa đường đây nè, sẵn mình chạy vô xem lại chùa thử. Chùa hình như là xây giống như xây mới mà, thấy mới đó. Thử phải chùa xây mới không. À, hồi trước mình vô thì hình như là đang tu sửa mà, bữa nay chắc xong rồi sao, thấy mới lắm. Rồi nhìn xa thấy chùa mới, hình như xong rồi mà. Mình nhớ cái chùa có chữ cái tên gì là Định hay sao, gì Định quên. À, cũng chưa hết mà, cũng chưa xong. Cái cổng chùa hình như là người ta chưa xây lại cho nên không có cái tên. À, Đông Định, đúng rồi. Đúng rồi, hồi trước là do con đê á bạn, cho nên là chùa Đông Định, đúng rồi. Mình nhớ nó có chữ Định. Chùa Đông Định các bạn. Rồi mình đi qua bên khu Diêm Văn thử các bạn. Không biết là cái chỗ cái cầu đó là có đường đi qua được không. Còn cái cầu thì chắc chưa đi đâu bạn, đường người ta làm chưa xong mà. Nhưng mà hôm trước là có đường đi tắt qua Diêm Văn á, mà hôm nay mình tới thử có đường đó không. Cầu chưa đi các bạn, có đường tắt ở bên dưới nè, không biết là bữa nay có đi được không. Nếu không đi được thì mình phải đi ra ngoài đường quốc lộ 19, mình đi cái đường vô
tiểu trung viền làng xong các bạn, mới vô khu Diêm Vân được. Nó hơi xa, đi là vòng vòng lên cầu số cầu Hòa Thanh 7 rồi. Còn đây đây là mình đi tới cái cầu thứ hai, cầu bắt từ Chợ Gốc đi qua khu Diêm Vân. Hồi trước người ta có đắp một con đường đất ở dưới. Đây người ta làm mấy cái đường cống cho nước thoát. Ồ, cống lớn, cống hộp luôn. Chắc không đi được rồi, không thấy xe nào chạy được. Chắc là cái đường nó bỏ rồi. Rồi đi cho biết. Đây bạn. Rồi. Rồi con đường người ta bỏ rồi, như vậy thì muốn qua khu Diêm Vân thì mình phải đi vòng ra đường quốc lộ 19. Rồi mình đi vào tiểu trung viện làng xong rồi mới vào được khu Diêm Vân. Hoặc là mình chạy theo đường bê tông này cũng được ạ. Nó cũng lên tới cầu số 7 á, đúng rồi. Hình như đâu nó chạy xuống dưới phía dưới cầu số 7 á. Bây giờ mình dừng video đây bạn, để mình lên cao mình coi thử cái khu đây bên Diêm Vân sao, mình không có đi xe máy qua nữa. À, thưa các bạn, là cái cầu người ta đang làm nhưng mà hôm nay là hình như là người ta tạm nghỉ các bạn, cho nên là hồi nãy mình xin với anh công nhân là cho đi qua tạm. Thì người ta không cho mình đi tạm xe máy rồi qua mà. Đây là mình mới đi qua cái cầu này mà. Giờ bữa nay họ nghỉ thi công á. Đó. Đó, ở đây thì người ta cũng làm mấy cái nắp đường cống. Nắp cống mà. Nắp cống để chứa dây điện hay là gì đó. Thế chắc mình nghĩ không phải thoát nước mà chắc chứa dây điện. À, có bên kia, phía hai bên thành là thoát nước. Hai bên thành thoát nước, còn giữa là như cái đường để chứa dây điện. Đây họ cũng đang còn thi công cái đoạn đây. À, mình đi qua khu Diêm Vân xem thử. Hồi nãy mình lấy bay tạm lên một đoạn thôi, nhưng mà máy bay nó yếu quá, bay đoạn nó mất sóng. Thôi bây giờ mình đi xe máy qua bên này, mình quay cái khu Diêm Vân được có gì mới các bạn. Người ta chưa cho đi chính thức nhưng mà công nhận họ còn bữa nay họ hình như là đã ngừng thi công hay sao. Thấy có một hai người làm cho nên họ cho đi, còn như đang thi công thì thôi. Bên đây cũng còn ngổn ngang mà, đây cầu trắng nè bạn. Còn cái đường đây, cầu bên đây cũng chưa làm à. Thấy cầu bên đây mới làm hai cái mố cầu hai bên. Rồi đây đi vô khu dân cư, mình vô lại khu dân cư thử coi hôm nay người ta có xây dựng gì nhiều. Đây Diêm Vân. Đi vòng vòng ra ngoài mé sông thôi. Đó, cái cầu người ta mới làm có hai cái mố hai bên đó. Ở đây cũng hình thành một số nhà cửa rồi. Đang xây dựng tiếp. Đây là nhà văn hóa thôn Diêm Vân. Trời ơi, này khang trang chưa? Để sát mé sông rồi. Bên đây là trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo Diêm Vân. Dưới kia là có một cái chùa. Hôm trước mình
có đi rồi mà bữa nay không biết là phía dưới đó có làm gì không, hay đang đổ đất chỗ đây tùm lum, là đang ban đất. Cái khu đây trước kia là mình vô là coi như là trống lỏng à. Trước mình nhớ là có một cái nhà thờ. Không biết cái nhà thờ đó bây giờ đâu mà mình nhìn thấy. Cho cái chùa tuống dưới kia là còn, chùa dưới kia thì thấy còn. Cái nhà thờ nằm đâu đoạn đây mà giờ không thấy. Không biết đâu. Hay là mình lỡ có lộn vị trí không? Hình như mình nhớ là khúc đây mà có nhà thờ, nhà thờ như giáo họ mà. Nhà thờ nhỏ mình chạy ra bên ngoài phía đây. Ở đây có trường, trường nó bị nó nằm thấp là lọt dưới luôn, trường tiểu học số 2 Phước Thuận lọt dưới luôn rồi. À nhà thờ trong kia đây, còn nhà thờ còn rồi bạn. À có cái đường đi vào luôn nè, mình đi vô một khúc thử coi trong kia có gì thay đổi không. Vậy là mình nhìn là nhìn lộn rồi bạn. Hôm trước là mình nhớ cái nhà thờ gần gần ngoài đây, té là nhà thờ nằm tuốt luôn kìa. Ở trong đây cũng còn ngổn ngang, chưa đâu vào đâu được một cái đoạn. Ngoài kia là dân cư ngoài kia thôi, còn trong này thì cũng còn ngổn ngang này. Đất đá. Đây nhà thờ là chỗ đây thì hình như vẫn như cũ, còn đi xuống sâu dưới kia là cái chùa, chắc là đây chưa có gì mà thôi mình đi ra lại. Đây nhà thờ, dù chỗ đây thấy vậy mà rộng ghê, mà giờ ban đất ra thấy rộng ghê luôn. À mình đi qua quanh qua bên kia thử coi có gì lạ không. Rồi bên đây là sát cái mé bờ, bên đây hình như có cái cầu, có một cái cầu cũ nữa, mà có một cầu cũ băng qua bên tiểu chúng, bên cái đường phía tiểu chuẩn bị là sông bờ đê, băng qua bờ đê phía bên tiểu chuẩn bị là sông. Cái cầu cũ nằm cái đoạn trên kia, dưới đây không có. Đây. Mình nhớ là có một cái cổng mà đi ra là có cái cầu á. Đoạn đây thì không phải. Đi mà ra mé này, mé sát cái bờ sông phía bên đây. À, mình trở lại cái đường hồi nãy mình đi rồi, đúng rồi. Thì đúng rồi, hồi nãy mình thấy cái cổng là đây, đúng rồi. Cái đây đi ra cái cầu. Đi ra cái cầu cũ, cầu hình như nó có mấy cái nhịp nó hơi bị sụt, sụt lún. À, cầu, đó cầu nhỏ 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 đó. Người ta vẫn còn đi mà. Cầu đây đi qua cũng được. Thôi mình xin dừng video đây bạn. Hình ảnh cập nhật về khu Diêm Vân và khu đô thị Chợ Gốc. Xin thân ái chào các bạn.
mình lên cao mình coi cái khu Diên Vân thử sao các bạn. Mình mới lên khoảng 50 mét nè, gần 50 mét. À, 50 mét thôi, để thấp thấp rồi coi cho nó rõ. Đây cái cầu, quay cho chỗ cái cầu đó. Cầu này mình mới đi qua này. Đó, hai cái xa xa kia, cái gần gần đây. Hồi nãy mình đi qua cái cầu bên đây nè, cầu gần đây đó. À. Giờ mình quay lại cái khu Diêm Vân thử coi thử có bao quát nữa các bạn. Coi thử phía bên đây. Đó, con đường đó. Con đường vẫn là đất đỏ. À, bên đây người ta đang làm cầu, đang làm cái mố cầu mới một bên, bên kia có hình thành đường đất đỏ rồi nhưng mà chưa chưa thấy là làm gì bên kia cầu chưa. Ở nhìn xa xa thì con đường trù dài thăm thẳm. Rồi mình quay lại cái khu Diêm Vân các bạn. Coi lại khu Diêm Vân thôi. À, dưới kia có cái cầu, hồi nãy là có cái cầu nhỏ 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 đó. À, cái cầu nhỏ đó. Mình lui cho thấy hết cái toàn cảnh đây thử. Đó, mới xây dựng được một số nhà đây mà. Thế còn phía trong chỗ gần cái nhà thờ với cái chùa phía trong kia hình như chưa có gì. Đã hình thành một cái khu đây thôi. Còn bên đây là cái trường học, trường tiểu học thì vẫn còn nằm thấp bên dưới. Đó, quay lại bên đây là cái cầu. Đây, cầu. Đây toàn khu Diêm Vân vẫn thêm được một vài nhà nhưng mà chưa nhiều. Đi tà tà vô đây coi thử bạn. Qua cái chỗ cái cầu cũ này. À, đây là đoạn cầu cũ, cái cầu cũ, cầu nhỏ nhỏ mà, cầu bề ngang hẹp hẹp. Bây giờ mình lên cao xíu này. Nhìn xuống lại.
nhìn ra phía đầm thì nại mà chỗ đó thì còn đi, còn đi chỗ đó người ta chưa lấp nhiều ạ. Rồi mình nhìn toàn toàn cảnh một lần nữa nha bạn, quay chung quanh thôi. Lần nữa nhìn bao quát cái chỗ đây thôi. Rồi nhìn đây là cầu Trắng, nhìn qua phía bên tiểu trung viện làng sông. Cũng có một cái khu đô thị, khu dân cư người ta mới thành lập phía bên đó mà, đó, phía bên bờ sông đó. Bên đó người ta cũng chưa xây dựng gì nhiều, khu đó cũng chưa xây dựng nhiều. Thôi, pin yếu rồi, thôi mình xin rút lui. Xin thân ái chào các bạn. Bây giờ mình đi về lại các bạn, đi qua cầu lại thử.